Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người hai mẫu nồi của nhà Panasonic và nhà Toshiba này. Hai mẫu nồi này đều là hai mẫu nồi đầu bảng của hai hãng mọi người. Với công nghệ độc quyền hút chân không và bùm nhiệt độ 230 độ C. Đấy. Rồi, và đầu tiên là chiếc Toshiba mọi người. Toshiba mã nồi của nồi là RC10VXG. Bản này là bản 2013 nhé bạn. Còn là bản đời đầu ấy, họ sản xuất ngang với bản giới hạn 2013 các bạn này. Đấy. Những chiếc nồi này thì còn rất là đẹp nhé mọi người. Đấy. Quan trọng nhất khi chọn một chiếc nồi cơm là về vấn đề vung và lòng nồi mọi người. Đấy. Là còn rất là đẹp luôn. Mọi người xem này, chiếc nồi nào mà dùng nhiều á, các cái vấn đề các cái cơm động cơm nó động ở xung quanh này này. Và các cái này nó sẽ cũ đi mọi người. Đấy, và cảm biến cái nồi nó sẽ vàng đi. Và cái ron trong nó sẽ bị vàng chứ không bị được xanh như bạn đâu, như thế này đâu mọi người nhá. Rồi. Chiếc này thì em đã test thử nước và cơm rồi, nó rất là ok nhá, không bị xì, đặc biệt là nó không bị xì hơi. Xì hơi thì nó sẽ mất cái khả năng hút chân không đi và cơm sẽ không ngon lắm các bạn. Nó mất áp suất và mất hút chân không. Đấy, nếu mà đây là bản cao cấp nhất của nhà Toshiba rồi, họ hội tụ các công nghệ của hãng đây mọi người, nên mình sử dụng rất là bền nhé mọi người. Đây là đèn hút chân không này, đây là có chế độ nóng EcoAV luôn. Tiếp theo là em tới mẫu của nhà Pana nhé mọi người. Đây là Panasonic Carlton áp suất điện tử cấp bùa, chiếc này thì sản xuất năm 2016 nhé, mã nồi là SRSPX106. Chiếc này thì cũng rất là đẹp đúng các bạn này. Chiếc này thì xung quanh không có trầy xước bể vỡ gì đâu. Mình xem bên trong, mình xem bên trong. Mình xem lòng nồi, lòng lỗ tổ ong này là đây là một mã cao cấp của nhà Pana mới có nhá các bạn. Họ trang bị từ năm 2013 đến hiện tại họ vẫn đang sử dụng cái mã lòng này nhá. Cái mã lòng này rất là bền luôn. Đây là lòng lỗ tổ ong giúp tạo cơm tạo bọt được nhiều hơn đó các bạn này. Đây, trong ngoài còn rất là đẹp luôn. Cốc buồn mọi người nấu ăn nhớ đổ 2/3 cốc nước vào cái cốc này nhá, để nó phun sương buồn lúc mình hâm cơm các bạn. Lúc mình nấu cơm mà thiếu nước nó cũng sẽ bù vào, và lúc mình hâm cơm nó sẽ cũng bù vào giúp bề mặt cơm không bị khô. Đây là ron của nó các bạn này. Ron của nồi rất là đẹp luôn. Như chiếc ron này thì mình sẽ sử dụng 5 đến 7 năm vẫn không bị xì nhé các bạn. Vì cơ bản ở Việt Nam mình thì chỉ nấu gạo trắng thôi. Ở bên Nhật họ nấu cà phê rồi nấu gạo lứt nên là nó phá ron rất là nhanh nhá. Đấy. Nhưng về Việt Nam mình nấu gạo trắng thì ron này rất là bền đó các bạn này. Đấy. Rồi, chiếc này cũng rất nhiều công nghệ nấu mọi người. Gạo trắng, gạo lứt của và đặc biệt là những mã nồi cơm như này nấu hầm xương cũng rất là nhừ nhá mọi người, rất là ngon. Nó rục luôn đó mọi người. Cái chiếc này thì em đang bán với chiếc Vana này em đang bán với giá là 4.300.000 này. Còn chiếc tốt chuông em đang bán với giá là 4.200.000. Mọi người quan tâm đến mẫu nồi nào thì liên hệ số Zalo cho em là 0988 083 784 nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người có nhu cầu mua nồi cơm hoặc là chưa tìm được những mã nồi cơm phù hợp á, mọi người bấm đăng ký kênh để theo dõi những video em lên nồi cơm mới nhất và những cái kinh nghiệm lúc mình chọn nồi cơm nhé mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào tất cả mọi người.